Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Xin chào mừng toàn thưa quý vị và các bạn trở lại với bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Chúng ta vừa theo dõi phần trình diễn của ba bạn thí sinh. Thì ở trong đó có một bạn biểu diễn rồi. Và cái bạn mà sắp biểu diễn kế tiếp á, là cái bạn mà được mọi người đồn là có tình yêu tin đồn với cái bạn vừa biểu diễn rồi. Thì cái bạn biểu diễn rồi thích cái bạn sắp biểu diễn, và bạn sắp biểu diễn thì cũng được đồn là thích cái bạn đã biểu diễn rồi. Thực sự ra mà thực tế mọi người lại đồn ngược lại là cái bạn biểu diễn rồi lại là tương tư thôi, chứ còn cái bạn sắp biểu diễn mới là thương cái bạn biểu diễn rồi. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện nó hơi rối chứ. Thật ra tôi kể tôi còn thấy rối mà. Câu chuyện đó là gì thì bây giờ mình coi ha. Và coi có cái người sắp biểu diễn là ai. Và cái người biểu diễn rồi, tôi nói luôn, Xuân Lộc đó. À, mọi người đều nói mình với Xuân Lộc có gì đó là tại vì hai đứa cứ sáp sáp nhau. Tại vì Lộc là một bờ vai rất là êm ái và vững chãi cho mình những lúc mệt mỏi. Chúng mình là người cùng cảnh ngộ và cùng tham gia một cuộc thi, nên là chỉ là yêu thương nhau như là những người trong gia đình mà thôi. Khi mà nghe là được leo núi thì mình rất là hào hứng, tại vì chưa bao giờ mà đi leo núi cả. Nhưng mà tiếp theo cái sự hào hứng đó là một sự kinh khủng với mấy con muỗi rất là bự. Chưa bao giờ mà thấy muỗi bự như vậy mà nó đốt xuyên lục địa luôn. Mặc quần dài mà nó vẫn có thể đốt được luôn. Đi là chắc đau hơn 500 bậc thang á. Đi xong rồi một hồi cả bọn nhìn nhau thở luôn, không nói được một lời nào. Cắm cúi đi, cắm cúi đi. Nói còn không nổi luôn. Cảm giác khi mà được lên đỉnh núi đó là mệt. Xong rồi sau đó mới là cảm giác á, thích thú á. Tụi mình đã vượt qua được một thử thách. Tiếp theo thì tụi mình được giao một cái nhiệm vụ, đó là nấu cơm hành quân. Chúng mình cứ đi đi di chuyển liên tục và cảm giác đó rất là kinh khủng. Lúc mà đi thì khói nó tạt 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 vô trong mặt, thì giống như là mình cảm thấy là giống như nấu mình hơn là nấu thịt. Và cuối cùng là tụi mình đã được hưởng một cái thành quả rất là xứng đáng, đó là một buổi cơm rất là ngon. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời tranh vênh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Tô Tố và Đinh Lộc thưa quý vị, để nói một tí về cái tác phẩm vừa rồi, đó là một cái bài nhảy được nhảy trên nền nhạc của bài hát Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống. Đây là một câu chuyện mà hai bạn đã lấy cái ý tưởng từ một nhân vật có thật ở cuộc sống này, đó là một bạn gái tên là Ngọc Nữ. Bạn mắc phải chứng bệnh ung thư. Cái ước mơ của bạn là được sống với cái đam mê của mình, là được nhảy múa. Rất không may là cho đến giờ phút này thì bạn Ngọc Nữ đã mất rồi. Cảm về câu chuyện đó nên hai bạn đã lựa chọn câu chuyện của ngày hôm nay. Xin cho Tố Tố và Đình Lộc một tràng vỗ tay ạ. Tôi thấy là anh Đàm Vĩnh Hưng có vài lần anh nghẹn lại. Xin mời anh. Khi mà em đưa tay em gỡ cái tóc ra là đã chạm thẳng trái tim của anh. Tại vì anh đã từng đi gặp rất là nhiều những thân phận như thế này. Và em đang tìm được cái sự đồng cảm của rất nhiều những thân phận như vậy trong cuộc sống này. Ca khúc này nó có một cái định mệnh rất đặc biệt. Anh đã từng chứng kiến rất là nhiều cuộc đăng quang của các cuộc thi khác nhau bằng bài này ở vòng thi chung kết. Có thể đêm nay là đêm chung kết rất đặc biệt.
em đang quang ở trong cảm xúc của anh. Khi em không chọn không cặp đôi nữa mà là nghe tiếng kêu. Anh hai ơi, chị không nói. Tuyệt vời. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh rất là xúc động. Chắc là Nu cũng vậy đúng không? Đôi khi có những tiết mục cảm xúc sẽ lấn át đi hết những cái kỹ thuật. Các bạn đã chạm đến trái tim của khán giả. Đó là điều mà tất cả mọi thí sinh đều cần. Nu thấy được cái niềm khát khao được sống. Khi bạn diễn, cái sự hạnh phúc đó nó lan tỏa khắp nơi. Phải khen thưởng cho cái bài dựng này rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn Nu. Xin mời John. Thì bài này cũng hơi cùng màu cái bài của Lộc Vượng với Ngọc Anh, là một bài jazz đương đại. Mình biết là có một số khán giả sẽ nhìn cái bài này, không, bài này là đương đại. Thì cái câu chuyện tụi em chọn là một cái câu chuyện rất là đương đại. Nhưng mà cái kỹ thuật và cái động tác tụi em xài đúng 100% jazz nhá. Thì đây là một cái bài jazz rất là tuyệt vời. Mọi người đang cảm động. Nhưng mà đối với Huy thì mình hơi khác. Vì trong cái bài này đúng nó là một cái bài có thể là nó buồn và cảm động. Nhưng anh rất là hài lòng về cái cách diễn của hai bạn. Tố, trong cái bài này em bắt đầu em hơi buồn. Nhưng mà đi sâu hơn anh thấy cái sự hy vọng trong cái ánh mắt của em. Và cái đó làm anh nổi da gà. Cảm ơn. Và thưa quý vị, để nói một tí nữa về cái điều lý giải của Nu. Sẽ có những bài thi mà cảm xúc sẽ lớn át luôn cả cái kỹ thuật. Như vậy thì có phải là một cái bàn đạp để cho tất cả các bạn thí sinh chọn bài cảm xúc để chinh phục giám khảo bằng cảm xúc hay không? Thì thưa quý vị rằng là cảm xúc sẽ lấn át đi tất cả kỹ thuật. Chỉ đúng khi bạn phải có được một cái kỹ thuật gọi là vừa đủ tốt để người ta không thấy bạn tệ. Đúng rồi. Đúng không ạ? Và bây giờ nếu như quý vị khán giả yêu thích bài này, dự đoán họ sẽ là tiết mục được giám khảo lựa chọn là xuất sắc nhất tuần. Chúng ta soạn BN khoảng cách 04 và gửi về 8369. Mỗi một tin nhắn sẽ là 3.000 đồng quý vị nha. Bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho họ. Mời Nu. Cảm xúc có, kỹ thuật có, sự cố gắng có, cho nên Nu sẽ làm điều đó trước. Nếu mà có 12 thì cũng cho 12. 10 điểm. Mời giám khảo nha. John Huy Trần. Đúng là câu chuyện thì rất hay, cảm xúc nhưng mà kỹ thuật đúng không? Và cái bài nhảy nó có xứng đáng không? Rất xứng đáng. 10 điểm. Tôi nghĩ 3 điểm 10 này là hoàn toàn xứng đáng. Và bạn có 10 điểm trung bình từ giám khảo. Mời bạn tiến về bàn cân. Cân nặng cũ bạn 76,6kg. Cân nặng mới của bạn hiện nay là 74,8kg. Và xuống được 1,8kg, tương đương với 2.3%. Tổng điểm là 12,3. Chúc mừng bạn. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành.